lần nổi tiếng. Bữa nào mình không đổi món, mỗi ngày một món. Thứ hai bán bún cá. Thứ hai bún cá. Này thì bánh canh cua. Thì bánh canh cua của chị Loan đây, một phần gồm có giò heo nè, quýt nè, hai con tôm luôn, cua, tôm, giò heo 30k. 30.000 thôi mỗi ngày mỗi món trong chợ Cao Đạt nha. Em xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay là ngày 4 âm lịch, ngày mai là ngày Tết Đoan Ngọ. Thì hôm nay sẵn nay đi làm sớm, em vô chợ, chợ Cao Đạt để mình coi nay trong chợ bán gì nha. Để ngày mai là Tết Đoan Ngọ rồi, Tết diệt sâu bọ. Cái Tết này chỉ có ở mấy nước Á Đông mới có thôi. Thì trong chợ thì mấy ngày này ít nhất cũng phải có cái bánh ú. Đó, giờ đã bán bánh ú, nó lá lá sông, lá treo, lá treo trên tường. Bánh ú lá tro, lá lá tre, bánh ú nước tro, lá tre. Đây là lá lá dung. Lá dung là cái lá có cái sống giống như con dung. Đó, là mình vô chợ nha. Chợ Cao Đạt ở hẻm 197 Cao Đạt. Bánh ú sầu riêng nữa nè, ăn khúc tóm qua trời mưa nên là đường xá hơi dơ. Mình đi nghĩ một vòng nha, xem coi mình mua sao nha. Bún măng vịt. Này là đồ treo treo nồi xô chảo cắm đinh luôn. Bán sao vậy? Chục này 25, 25 này 6kg, 6kg này 8kg, 8kg. Vậy hả? Cái loại nào? Thôi lấy 20 đi. Lấy 20 đi. Lấy số bà. Lấy thẻ số đi. Rồi, đợi một tí nha, lấy tiền đó. Cảm ơn nhiều ông trai. Dạ. Này vừa dán gì đóng đinh luôn á. Dạ, rồi. Anh đánh cho. Dạ dạ dạ, rồi. Lấy hên xui đi. Dạ. Chị trúng 2 tỷ. 2 tỷ mai gặp lại. Mai gặp lại đi. Bánh này bán sao vừa ăn? 80 hả? Chục 10 cái hay chục 12 gì hả? À. Này qua bán quá trời luôn ha. Ủa nó cũng loại hả? Rồi lấy con không, con mua về ăn thôi. Lấy con 5 cái này. Bán chục hả? À, rồi bán chục, mua chục. Gỡ đi chút xíu con ra lấy. Ở đây bà bán bánh này không hả? À không. Ôi bà biết cái cô chị Loan là ai gì bà? Loan nào? Chị Loan bán đồ ăn mỗi ngày mỗi món mà không biết ai. Chị Loan ở trên kia. Loan trên kia. Bán đồ ăn á ba, nóng đồ ăn bán. Ôi là ngay ngã ba đi vô chung cư hả? Không,
Đây đi, nó xuống. Tại vì họ con. Dạ. Ở bánh này ở đâu vậy? Ở bên Bà Điểm hả? À. Thôi con đi vòng coi. À đây hả? Lô hẻm 68 6776. À. À hủ tiếu. Hủ tiếu dạ. Dạ. À, trái cây. À, hôm nay thì chưa có đông lắm. Nó bán canh cua đi. Bán một phần canh cua đi. Ủa chị là chị Lon đó phải không? À có cái anh nó nhắn em vô hoài luôn mà không biết. Bữa giờ mới tìm thấy nè. Tại đi buổi trưa ăn trưa không à. Mai chị bán bánh canh cua rồi, mai chị bán gì? Mai cả nhà mai để bà chị bán cơm rượu. À cơm rượu à, mai mùng 5 ha. Mai mùng 5 là bán cơm rượu. À. Bữa giờ mới thấy cái địa chỉ 76 Sực Bạp Chính. Lần nổi tiếng. Bữa nào mình không đổi món. Mỗi ngày một món. Thứ hai bán miếng bún cá. À, thứ hai bún cá. Hôm nay thì bánh canh cua. Năm là 4 giờ. À. Bữa giờ em đi đi buổi trưa, ăn trưa không à? Tại là nó bán 8 giờ bán hết trời. Dạ. Đây công ty làm nghỉ trưa đi vô đây chợ vô chợ này ăn trưa rồi đi kiếm luôn mà kiếm bữa giờ luôn. Giờ biết là chị Lan bán buổi sáng thôi.
Thì kêu bên lại. Không, cái này là không, mày chắc không có thời gian bưng lại đâu ha. 8 giờ là hết rồi. Giờ cũng gần hết rồi. Nhưng phần ấy chứ đâu. 30.000 em. Dạ. Không có tiền. Mai về bán cơm rượu hả? Chiều mai bán cơm rượu. À. Chứ thứ sáu á là bán bún vịt. À, bún vịt. Thứ sáu bún vịt. Thứ sáu bún vịt. Ngày nào cũng bán à? Ngày nào cũng bán á. À, để bữa nào đi sớm á. Chỉ bán ở bên chùa. À. Bữa nào đi sớm ra đây ngồi ăn mới được chứ. Ăn em. Dạ dạ. Rồi, ở đây địa chỉ 636-36-39 nè. À, chị Loan mỗi ngày mỗi món. À, đằng kia không có chị Loan nữa. Chị Loan bán hủ tiếu. Dạ. Bây giờ lộn hoài. Em đi vậy. Chị Loan này mập rù nè. Chị Loan này không đụng hàng. Loan mập. Dạ. Dạ. À, kiếm cho anh bán khoai mà hết rồi à, sẵn gặp chị Loan luôn à, hệt quá. À, vậy nó cũng kêu mua bánh ú nữa nhưng mà mua có qua rồi. Chị làm món bánh mì không lấy ớt. Không lấy đường ớt mà. Dạ. Rau dưa. Dạ lấy rau dưa đi. Không có bún miếng nào mà vừa ngon vừa thơm. Mà một năm bán đó, vừa có bán gì mới không? Bún miếng á. Cũng như vậy luôn hả? Món truyền thống. Truyền thống là cúng được. Nè là ta cúng được. Dạ. Gần bé nấu bé bán bún vịt á. Thì hấp dẫn à. Bún nào lấy ra thôi. Cho nó nấu luôn. Món nào phải đi sớm, bữa trưa là không còn. Biết à, cái đó là chùi à. Vậy đi. Rồi, hồi nãy gửi gì qua như quên rồi. 50 gì đó má, 20 đó. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Đi vào chỗ mà ai cũng bán, ai cũng kêu quá trời. Em mua cái gì qua trước rồi. Rồi thôi, chúng ta về thôi. À, này mới đủ là 80.000 à, một chục cái.
10 quần trăm rưỡi, 10 quần. Ghé nước dừa nha. Làm đi cam anh sang. Cam cà rốt đi. Cam cà rốt đi. Đó, này đây, đây bán nhiều món món mới lắm nè. Nâng cấp cái menu lên rồi. Không còn dừa sim đơn thuần nữa. Có cam cà rốt, chanh dây, dưa hấu nữa nè, lựu nè. Ổi nho. 186 cao đạt. 15.000 một ly thôi. Hình như qua đóng cửa mà. Qua bên kia anh nghỉ mà. Đây là dừa sim á anh xem. Cái dừa sim thì nó không có lớn ha. Ôi cái dừa đó làm gì? Hả? Làm dừa tắc. À làm dừa tắc ha. Ủa mùa năm tháng nào người ta có cúng dừa không? Hôm nay trong chợ quá trời bánh ú, ngập trời bánh ú. Cái tiền. Rồi thôi bây giờ chúng ta đi về nha. Trễ rồi. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Một số hình ảnh ở chợ nhỏ Cao Đạt và những cái hàng quán cũng như cập nhật thời giá bánh bánh ú để bà con biết chơi cho vui nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai mùng 5 chúng ta sẽ đi chợ khác nha.